tinh giáo xứ Mỹ Vân, thiếu nhi thánh thể giáo xứ Mỹ Vân vui trẻ hè 2018. Đoàn thiếu nhi thánh thể giáo xứ Mỹ Vân được sự cho phép của cha xứ Vinh Sơn Trần Thế Thuận đã tổ chức trại hè trong 2 ngày 14 đến ngày 15 tháng 7 2018 với chủ đề Bước theo ngài dành cho các em thiếu nhi giáo xứ Hiện diện trong hội trại hè này có cha Vinh Sơn Trần Thế Thuận, cha Phêrô Nguyễn Thanh Tâm, thầy phó tế Du Xe Nguyễn Khắc Hà, đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ quý cô, quý trưởng trong đoàn thiếu nhi giáo sứ cùng 145 em trại sinh trong giáo sứ Mỹ Vân. Trại hè bế mạc lúc 12 giờ, tuy rằng rất mệt nhưng nhiều trại sinh vẫn còn nuối tiếc vì phải chia tay nhau. Thời gian ngày sinh hoạt bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.